Chào các bạn, sắp tới Giáng sinh này ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hiệu ứng tuyết rơi trên website của mình. Đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập admin. Rồi, mình sẽ cài cái login. Các bạn vào gói mở rộng và cài mới. Mình sẽ tìm cái từ khóa là snow, nghĩa là tuyết ha. Cài cái login để nó hỗ trợ mình cái hiệu ứng tuyết rơi. Thì các bạn sẽ tìm cái login nào mà nó có cập nhật lần cuối gần đây nhất thì mình nên dùng ha. Đó, ví dụ như cái login này nó cập nhật cách đây 6 ngày nè. Đó. Còn mấy cái login mà chưa kiểm tra với phiên bản WordPress của bạn thì mình không nên dùng. Đó. Ví dụ mình cài login này ha. Đó. Các bạn nhấn vào nút cài đặt. Tên login là WordPress Snow Effect. Rồi, sau đó mình sẽ kích hoạt. Rồi các bạn sẽ ra trang chủ mình xem ha. Đó, vẫn chưa có tuyết rơi. Rồi, các bạn sẽ vào phần cài đặt và mình chọn WordPress Snow Effect. Và mình sẽ cho nó hiển thị trên cả mobile luôn ha. Show all, tất cả các trang và mobile. Sau đó mình lưu thay đổi lại. Rồi, mình ra trang chủ mình refresh lại coi. Đó, nó có tuyết rơi ha. Ok. Nếu các bạn muốn tuyết rơi nhanh hơn thì mình sẽ vào mình tăng tốc độ rơi của tuyết, speed đây. Cái tốc độ rơi tối thiểu là 1, mình sẽ tăng lên 10. Và tốc độ rơi tối đa mình tăng lên 30 ha. Rồi mình lưu lại. Ra trang chủ mình refresh lại. Đó, tuyết nó rơi nhanh hơn ha. Ok. Trường hợp các bạn muốn tuyết rơi nhiều hơn thì mình sẽ tăng cái số lượng tuyết lên. Hiện giờ nó là 30, mình tăng lên 100 ha. Rồi mình sẽ lưu lại. Mình ra trang chủ mình refresh lại. Đó, tuyết rơi nhiều hơn ha. Ok. Rồi. Các bạn muốn tuyết, bông tuyết nó to hơn thì mình sẽ tăng kích thước. Kích thước tối thiểu của tuyết là 10, mình tăng lên 100. Và kích thước tối đa của tuyết 20, mình tăng lên 200. Rồi mình sẽ refresh lại, mình lưu lại mình xem. Rồi bạn ra trang chủ bằng refresh lại ha. Oh, bông tuyết to quá. À, ok. Rồi, trường hợp các bạn muốn đổi màu bông tuyết thì mình sẽ chọn color và mình chọn màu ha. Ví dụ mình chọn cho nó màu đỏ. Rồi mình lưu lại. Và mình ra trang chủ mình refresh lại ha. Đó, nó đã xuất hiện màu đỏ ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể thay đổi cái kiểu bông tuyết. Đó, nó có rất nhiều kiểu đây. Đó, các bạn có thể chọn những kiểu này. Ví dụ kiểu này. Những kiểu bên dưới thì mình phải sử dụng bản rồ thì mới thay đổi được ha. Đó, mình sử dụng kiểu này. Rồi, mình lưu lại. Và mình ra trang chủ thì refresh lại. Đó, bông khác à ha. Ok. Rồi, sau khi đã tái máy cái login này thì mình sẽ cho nó về mặc định ha. Vì mặc định người ta đã chỉnh rất là đẹp rồi. Ở đây 30, mình sẽ cho nó về 30. Và mình cho này về 1. Ở đây 3.
Ở đây 10. Ở đây 20. Đó, các bạn đưa nó về mặc định ha. Rồi. Và mình lưu lại. Rồi mình sẽ ra trang chủ, mình refresh lại. Ok, đó, bông tuyết nó ghê tà tà vậy, rất là đẹp ha. Rồi. Vậy là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.